Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay Lưu Như Phong cùng nghệ nhân Tiến Thành làm việc tại nhà anh Phong. Hôm nay anh có chuyển chậu quý vị ạ, chuyển chậu cho một tác phẩm xanh Ngũ Long, năm con long quý vị, Ngũ Long Kim Cương, một tác phẩm Ngũ Long Kim Cương. Tác phẩm Ngũ Long Kim Cương này có tuổi đời trên 30 năm quý vị ạ. Rất là già cây. Nghệ nhân Tiến Thành cùng với Lưu Nhất Phong vừa chuyển từ vườn trên của anh về để chuẩn bị bổ sung vào những bộ sưu tập để chơi Tết quý vị ạ. Đây, quý vị có thể thấy một cây quất cũng rất là hoành tráng, anh mới chuyển về, cực kỳ đẹp luôn. Tác phẩm Ngũ Long Kim Cương này tương đối hoàn thiện quý vị ạ, lên tới 90% rồi. Tay chi chỉ cần chỉnh sửa chút xíu nữa là đã hoàn thiện. Một tác phẩm rất là già, già dưa luôn. Cái bộ dễ dễ làm thân quý vị nhỉ, dễ rất là cao. Rất là cao. Dạ. Rất là cao quý vị ạ. Quá trời già cây luôn. Mặt này là đẹp nhất của cây này. Vâng ạ. Và vâng, chưa ạ. Và đây là đất trồng quý vị ạ. Đất trồng đây là có chấu, phân chuồng oai mục, sơ dừa, xỉ than, vỏ lạc. Để chọn tổng thể quý vị, chọn tổng thể. Và đất màu nữa. Đây kia đất màu. Sẽ trộn vào với nhau. Trộn khô để vâng ạ. Trộn khô để bón cho cây. Và một cái chậu gốm sứ Tam Đa Phúc Lộc Thọ quý vị. Đấy, cây này sẽ được chuyển lên cây tác phẩm xanh sẽ được chuyển lên cái chậu rất là đẹp này. Chậu được thiết kế rất là công phu. Một cái lỗ thoát nước chính, còn ba cái lỗ phụ này quý vị. Quá trời đẹp luôn. Gốm sứ Bát Tràng. Chậu này cũng đang được các dân chơi, các đại gia, các nhà vườn lớn sử dụng rất nhiều. Rất nhiều luôn. Kính thưa quý vị thân mến, sau một ngày làm việc của nghệ nhân Tiến Thành cùng với Lưu Nhất Phong thì những tác phẩm xanh cực đẹp đã được chuyển lên những chiếc chậu mới. Đây quý vị có thể thấy chiếc ang này đã được chuyển lên chậu quý vị ạ. Đất mới luôn. Với chế độ dinh dưỡng hợp lý như thế này thì thời gian tới là những chi dăm sẽ phát dăm cực đẹp luôn. Tác phẩm rất là già quý vị ạ. Cây này có cái đoạn tay lắc cực kỳ là nghệ thuật.
góc cạnh nào cũng rất là đẹp. Một khung cảnh tuyệt vời quý vị ạ. Tay chi đã được nghệ nhân Tiến Thành cắt rất là sạch kỹ. Điểm nhấn là nó rõ nét, là vô cùng rõ nét. Tiếp theo là một tác phẩm xanh Ngũ Long Kim Cương, quý vị ạ, đã được đưa lên chậu. Chậu gốm sứ Bát Tràng, Phúc Lộc Thọ, ông Phúc Lộc Thọ. Đây là xanh hạt, xanh hạt là cái bộ dễ làm thân quý vị ạ. Tuổi đời rất là sâu, cái nước da cực kỳ là đẹp, da nưa đẹp tới chi dăm luôn. Em á, 250. 250. Và cảm ơn anh. Đấy, xin lỗi quý vị một chút xíu, vừa rồi Phong có chia sẻ một chút với anh đại gia Phong nên là hơi cắt ngoãng cái câu chuyện một chút. Xin lỗi quý vị rất rất nhiều nha. Rất mong là quý vị thời gian tới sẽ ủng hộ cho Lê Nhất Phong nhiều nhiều hơn nữa. Hello, xin chào các bạn nhỏ ạ. Cực kỳ là đẹp quý vị ạ. Hello, tiếp theo một tác phẩm Lộc Bừng hôm nay cũng được đưa lên chậu quý vị ạ. Gốm sứ Bát Tràng rất là chất lượng, hoa văn hôm nay cơ. Đồng Nai cũng nhìn cũng cực kỳ đẹp, họa tiết hoa văn rất là tinh vi, đường nét cực kỳ cơ bản đúng không ạ. Hàng hốc cực kỳ già. Biên đạo rất là đẹp, rất là nghệ thuật, đường cong dễ được làm rất là cầu kỳ. Rồi, cảm ơn quý các bạn rất là nhiều. Vừa rồi Lê Nhất Phong gửi đến hình ảnh của ba tác phẩm xanh vô cùng độc đáo của nghệ nhân Tiến Thành, và Lê Nhất Phong đã thay chậu khác quý vị ạ, thay chậu khác và đưa lên chậu mới để chơi dịp Tết này. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.